An tâm sống khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nghe theo lời khuyên của các bác sĩ và chuyên gia, nhiều người cố gắng cắt giảm tinh bột và protein trong cơm và các loại thịt và thay vào đó là bổ sung vitamin và khoáng chất từ các loại rau và hoa quả. Đặc biệt, trong những ngày hè nóng nực, mọi người càng ăn nhiều hoa quả để thanh nhiệt và làm mát cơ thể. Ăn nhiều hoa quả là tốt, tuy nhiên chúng ta cũng cần phải chú ý vì không phải bất cứ loại hoa quả nào cũng tốt thậm chí có những loại hoa quả nếu ăn nhiều còn gây ra nguy hiểm. Ngày hôm nay thì An tâm sống khỏe sẽ chỉ ra những loại hoa quả không nên ăn nhiều. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem để xây dựng một chế độ ăn hợp lý cho mình và gia đình. Dưa hấu. Chắc chắn không ai có thể từ chối được những miếng dưa hấu đỏ mọng mát lạnh trong những ngày hè nóng nực. Dưa hấu là loại trái cây giúp giải khát hiệu quả. Tuy nhiên, loại quả này tính hàn nên bạn không nên ăn quá nhiều, dễ gây căng bụng, tiêu chảy và chán ăn. Một lý do khác không nên ăn quá nhiều dưa hấu là bởi vì 94% thịt dưa hấu là nước. Nếu ăn nhiều sẽ làm loãng dịch dạ dày, gây khó tiêu và ảnh hưởng tới chức năng tiêu hóa của cơ thể. Chúng ta cũng nên uống nước dưa hấu có chừng mực để tránh gặp phải những nguy cơ kể trên. Quả mận Mận là loại trái cây chỉ có theo mùa, được nhiều người ưa thích. Không chỉ hấp dẫn vị giác, mận còn chứa nhiều carotin. Chất này khi đi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A rất tốt cho mắt. Hạt mận cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất béo, phốt pho, sắt, kali có tác dụng giải độc. Tuy nhiên, không nên lạm dụng và ăn quá nhiều loại quả này, bởi mận có tính nóng, ăn nhiều sẽ khiến cơ thể bị nóng trong, có thể gây phát ban, mụn nhọt, nhất là đối với những người cơ địa có tính nhiệt. Nhãn Nhãn là loại trái cây thơm ngon, được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, do cơ thể của phụ nữ mang thai thường nóng bên trong và dễ bị táo bón, nên việc ăn nhiều nhãn sẽ gây nóng trong người, đồng thời khiến cho sự phát triển bình thường của thai nhi bị rối loạn, có thể dẫn đến chảy máu và đau bụng. Không chỉ phụ nữ có thai mà những người bình thường cũng nên hạn chế ăn nhãn tránh bị nóng trong người. Ăn nhiều sẽ dễ bị dẫn đến phát ban và nổi mụn. Vải Cũng giống như nhãn, vải là một loại quả có mùa vụ. Nhiều người cho rằng không nên ăn vải nhiều vì sợ nóng trong, gây phát ban và nổi mụn nhọt. Quả vải giúp mang lại làn da trắng hồng mịn màng nếu dùng vừa phải. Nhưng đối với người dễ nhiễm cảm, có ho đờm hoặc bị lên thủy đậu thì vải lại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bởi khi ăn, nó sẽ làm bệnh nặng thêm, và có thể gây ra những biến chứng không mong muốn. Ăn quá nhiều vải, đầu tiên sẽ làm tăng lượng đường trong máu vì vải quá ngọt. Ngay cả đối với người bình thường, nếu ăn nhiều vải cũng sẽ dễ bị hiện tượng vắng đầu vào buồn nôn. Hồng, cứ vào độ tháng 9 tháng 10, nhắc đến những trái cây của mùa thu thì người ta lại không thể quên cái vị thơm ngọt và giòn giòn của trái hồng. Quả hồng có vị ngọt chát, tính hàn, có tác dụng thành nhiệt khứ táo, nhuận phế tiêu đường, nhuyễn kiên, trị khát sinh tân, kiện tỳ, trị lỵ trị huyết, giúp giảm táo bón, đau nhức do bệnh trĩ hoặc các chứng bệnh như là xuất huyết, ho khan, đau họng, huyết áp cao. Tuy nhiên ăn nhiều hồng sẽ gây tăng thành phần lắng dễ thành hạt to, khó thoát ra ngoài, có khả năng kết thành tảng to làm tắc nghẽn tiêu hóa. Nhất là không nên ăn hồng lúc đói vì lúc đó vị toàn sẽ nhiều, dễ dàng bị kết tàng. Nếu ăn sau bữa ăn, do các vị toàn đã bị thức ăn dùng hết, nên ít kết hợp với các chất keo của hồng để không bị kết tàng. Quả đào Theo đông y, quả đào có vị ngọt, tính nóng. Nếu ăn nhiều đào trong mùa hè, bà bầu dễ bị xuất huyết. Trẻ nhỏ có thể bị ngộ độc do lông ở vào quả đào rất dễ gây ngứa rát của họng. Với những người đang bị ho hoặc dễ mẫn cảm, hay là bị dị ứng cũng tuyệt đối không nên ăn đào. Kể cả khi khỏe mạnh và không có bất cứ vấn đề nào như trên, thì bạn cũng không nên ăn quá nhiều đào cùng một lúc. Mỗi ngày bạn chỉ nên ăn tối đa là bao quả đào là tốt nhất. Và khi ăn hãy nên gọt vỏ để tránh ăn phải lông đào gây ho hoặc dị ứng. Chuối tiêu, chuối là loại trái cây duy nhất hội tụ đầy đủ thành phần chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người. Tuy nhiên, bổ mấy mà ăn không đúng cách thì vẫn sẽ có hại cho sức khỏe. Trong chuối có nhiều hàm lượng magie, nếu ăn nhiều vào lúc đói, hàm lượng magie trong huyết tương sẽ tăng lên đột ngột, làm mất cân đối giữa tỷ lệ magie và calcium, gây ra hiện tượng ức chế trong mạch máu sẽ không có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, không nên ăn chuối tiêu khi đói bụng. Quýt không thể phủ nhận được quả quýt giàu dinh dưỡng và có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, ăn quýt lại không tốt cho sức khỏe của một số người. Căn cứ vào nghiên cứu của các chuyên gia, một ngày không nên ăn quá 3 quả quýt. Vì nhu cầu vitamin C cần cho mỗi người, trong ngày 3 quả quýt là đủ. Nếu ăn nhiều, có hại cho vòm miệng và răng. Trên thực tế, quýt có rất nhiều công dụng nên không nên ăn quá nhiều trong một lần và không nên ăn trong khi đói. Bởi quýt có chứa axit, nó dễ làm tổn thương dạ dày, ảnh hưởng cho sự hấp thụ tiêu hóa bình thường của dạ dày na. Na mùi rất thơm, vị ngọt lịm, được nhiều người ưa thích vì dễ ăn. Tuy nhiên, quả na được coi là một trong số những loại quả gây nóng nhất cho cơ thể và chỉ cần ăn vài quả là có thể đã làm nổi mụn cho một số người vốn sẵn tình nóng trong người. Thậm chí, nhiều người khi ăn na xong sẽ bị táo bón và mọc mụn ở trên mặt. Quả mít Giống như mận, quả mít là món ăn được yêu thích trong mùa hè vì hương thơm và vị ngọt ngọt của nó. Nhưng nếu ăn quá nhiều mít cũng có thể khiến cơ thể bạn, đặc biệt là trẻ em bị nổi rôm sảy, nhiệt miệng. Đặc biệt là với những người bị ngàn nhiễm mỡ nên hạn chế tối đa mít và các loại quả tính nóng khác. Vì chúng vừa chứa nhiều đường, vừa có tính nóng nên không tốt cho sức khỏe. Trên đây là 10 loại hoa quả không nên ăn nhiều để tránh nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, trái cây là thực phẩm rất tốt cho cơ thể. Ngoài ra, trái cây còn là bí quyết giảm cân, chăm sóc làn da và đặc biệt là dưỡng trắng da rất hiệu quả. Tiếp theo video ngày hôm nay sẽ là 10 loại trái cây càng ăn nhiều càng trắng, càng khỏe, được bác sĩ khuyên nên ăn thường xuyên. Một kiwi. Là loại trái cây làm trắng đầu tiên, theo nghiên cứu, trái kiwi chứa vô cùng nhiều lượng vitamin C trong nó. Chính vì vậy, kiwi không chỉ giúp bạn tăng cường sức đề kháng mà còn giúp chị em có làn da trắng mịn nếu ăn thường xuyên bởi chấm kiwi chứa lượng lớn axit ức chế sắc tố keratinocyte và loại bỏ rất hiệu quả các điểm sắc tố trên da. Những bạn nào mà trên da có nhiều nốt ruồi nhỏ, nám da hoặc có các vết thầm mụn thì nên ăn kiwi. Kiwi sẽ giúp bạn làm trắng da tự nhiên hơn hẳn bất cứ loại mỹ phẩm nào. Không chỉ có vậy, việc ăn kiwi vào những ngày thời tiết hanh khô sẽ giúp cải thiện cho làn da khô của bạn và thúc đẩy quá trình tái tạo da cho da bạn lúc nào cũng tươi trẻ. 2. đu đủ. Đu đủ là loại quả lành tính với sức khỏe và làn da của chị em nhất. Không chỉ thơm ngon, đu đủ còn là một trong những trái cây giúp bạn làm trắng da từ bên trong thật tự nhiên. Bởi trong đu đủ chứa lượng enzyme giúp kích thích tế bào mới sản sinh, làm da trắng mịn màng và tươi trẻ. Bên cạnh đó, ăn nhiều đu đủ sẽ giúp bạn mắt sáng nhờ vitamin A, da mềm mịn nhờ vitamin E và giúp tăng sức đề kháng nhờ vitamin C có trong đu đủ. 3. Bưởi. Bưởi không chỉ giúp bạn giảm cân mà còn giúp bạn có làn da trắng mịn. Được coi là loại trái cây làm trắng da hiệu quả, trong bưởi chứa đến 78% là vitamin C có lợi cho sức khỏe và làn da. Chính vì vậy, hàng ngày bạn hãy nhớ ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi mật ong nhé. Các chuyên gia làm đẹp nhận định rằng, uống nước ép bưởi mật ong trong 3 tháng sẽ giúp bạn thay đổi đáng kể tình trạng da. Ngoài ra thì bạn cũng nên tận dụng nhiều bộ phận của bưởi để làm đẹp. Nhiều vỏ bưởi dùng để nấu nước tắm, gội đầu hay sắc thuốc đều có lợi cho sức khỏe và giúp chị em làm đẹp hiệu quả. 4. Dâu tây Bên cạnh bưởi, kiwi thì dâu tây là loại trái cây làm trắng da không thể không nhắc đến. Loại quả căng, đỏ hồng này chứa rất nhiều axit tantaric, các vitamin và khoáng chất hữu cơ thường xuyên chăm sóc da bằng dâu tây không chỉ giúp làn da khỏe hơn, tăng tính đàn hồi mà các hắc tố trên da biến mất dần và làn da được tiếp ẩm kịp thời, trắng lên trông thấy. Không chỉ tốt cho da, dâu tây còn tốt cho cả tóc và sức khỏe nữa. Dâu tây rất giàu vitamin A và kali, có lợi cho sức khỏe tóc. Duy trì thói quen uống một cốc nước ép dâu tây trước khi đi ngủ sẽ giúp hệ thần kinh được thư giãn, chống lại chứng mất ngủ để giúp bạn giữ gìn nhan sắc. 5. Nho. Khi ăn nho, nhiều người có thói quen vứt bỏ hạt nho đi, tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai lầm. Chính hạt nho mới là phần giúp bạn làm trắng da hiệu quả. Theo nghiên cứu, hạt nho chứa chất siêu chống oxy hóa, chứa lượng vitamin E gấp 59 lần so với phần còn lại của trái nho. Khi ăn nho cả hạt, bạn sẽ thấy quá trình lão hóa da bị chậm lại, làn da của bạn sẽ chống chọi lại với các tia cực tím ảnh hưởng đến da, giúp da trắng mịn tự nhiên. Vì vậy, hãy nhớ là phải ăn cả hạt nho để làm trắng da bạn nhé. 6. Anh đào Không chỉ thơm ngon bắt mắt, mà quả anh đào còn là một loại trái cây làm trắng da siêu hiệu quả. Theo nghiên cứu, trong quả anh đào chứa rất nhiều carotin, chất sắt và vitamin C. Chính vì vậy, ăn anh đào thường xuyên, da của bạn sẽ mềm ẩm, trắng dần và ngăn chặn hoàn toàn sự hình thành sắc tố melanin trong da. Không chỉ làm da đẹp, trong anh đào còn chứa axit tartaric trong anh đào tác động tới sự hình thành lớp sừng, đóng vai trò quan trọng trong việc sinh thêm máu và nuôi dưỡng thận cho bạn. Cải thiện hoạt động của ruột và dạ dày giúp bạn khỏe mạnh hơn. 8. Táo Chắc chắn khi nhắc tới những loại quả làm trắng da thì không thể quyền táo. Loại quả được mệnh danh là siêu thực phẩm tốt cho cả da và sức khỏe. Táo giúp bạn thải độc, giảm béo, giảm mỡ gan, cho bạn vóc dáng cân đối khỏe mạnh. Đối với da, táo có tác dụng khiến da lúc nào cũng âm mượt, đều màu và trắng mịn. Vitamin C cùng với những khoáng chất khác chứa trong táo giúp mờ dần những vết nám, hắc tố trên da, giúp da thải độc. Vì vậy, đừng quên làm đẹp da bằng trái táo hàng ngày nhé! 9. Cà chua Trong các loại thực phẩm, cà chua được coi là siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe, da, tóc và dáng vóc của chị em. Vô cùng giàu chất dinh dưỡng, chứa rất nhiều vitamin A, vitamin B6, vitamin C nên cà chua vừa giúp sức khỏe có nguồn đề kháng dồi dào, tránh được bệnh tật, lại giúp da sáng mịn. Nếu bạn bị cháy nắng thì việc bổ sung cà chua mỗi ngày sẽ giúp bạn cải thiện làn da sạm đen do ảnh hưởng của nắng lên đến 40%. Cà chua còn rất giàu các chất vi lượng như canxi, sắt, kali, photpho, magie, niken. Các axit hữu cơ, giấy rộng muối, mà malat, đặc biệt là lycopin giúp da sáng dần đều màu và loại bỏ tất cả các vết thâm nám trên bề mặt. Bạn nên ăn cà chua nấu chín tốt hơn là ăn cà chua sống. 10. Chanh. Nếu kể đến những trái cây làm trắng da hàng đầu thì chanh xứng đáng được xếp top trong danh sách này. Làm trắng da bằng chanh không chỉ bằng cách ăn uống mà còn sử dụng để cải thiện làn da từ bên ngoài. Bạn nên uống nước chanh đều đặn mỗi ngày, mỗi tuần đắp mặt nạ chanh một lần. Chắc chắn làn da của bạn sẽ trắng mịn tự nhiên. Ngoài ra, bạn có thể tự tay làm những ly sinh tố chanh sữa thơm ngon để đổi vị. Để chanh nguyên cả vò, cắt thành những lát mỏng và bỏ hết hạt. Cho vào xay cùng 200ml sữa tươi và một thìa cà phê mật ong. Duy trì làm đẹp da bằng chanh bằng cách uống bên trong, đắp bên ngoài sẽ cho bạn làn da sáng mịn không tỉ vết. Trái cây là chất cần thiết cho cơ thể, chứa một lượng lớn vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, một số loại trái cây và rau quả khi kết hợp với nhau lại gây ra các vấn đề về sức khỏe. Dưới đây là các loại rau trái kỵ nhau. Ăn chuối với khoai tây hoặc khoai lang Khoai tây giàu carbon hydrate, trong khi chuối cũng giàu giàu carbon hydrate và đường, không thích hợp với người béo hay người cần kiểm soát lượng tinh bột. Hai thực phẩm này kết hợp cũng có thể khiến cơ thể thừa năng lượng, dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi và ê Chuối và dưa hấu Dưa hấu chứa hàm lượng đường có thể lên tới khoảng 15% và rất giàu kali. Chuối cũng rất giàu kali, nồng độ khoảng 300-500mg trên 100g. Vì vậy, bệnh nhân suy thận không nên ăn kết hợp trái cây có chứa hàm lượng kali cao như chuối và dưa hấu. Hàm lượng kali trong máu tăng cao có thể gây rối loạn nhịp tim. Ngoài ra, cũng không nên ăn chuối với uống sữa, sẽ khiến bị nặng bụng, không tốt cho tiêu hóa. Quả hồng và khoai lang Tinh bột trong khoai lang dễ kích thích dạ dày tiết ra dạ axit. Tác dụng với chất chát tannin và pectin trong quả hồng sẽ tạo ra những viên sỏi trong dạ dày. Lâu ngày, sỏi có thể gây viêm loét dạ dày và xuất huyết. Hoa quả chua, cam quýt và sữa bò Sữa bò có nhiều protein, trong đó chất casein chiếm tới 80%. Sữa bò pha lẫn hoặc uống cùng với nước trái cây chua làm cho chất casein kết dính, lắng động lại, gây rối loạn tiêu hóa. Nước hoa quả chua cũng có tính axit, làm biến đổi tính chất của sữa bò, gây khó tiêu. Dứa và sữa Trong dứa có chứa bromelain, một loại enzyme tiêu hóa, phân giải protein trong sữa. Kết hợp hai loại này với nhau có thể làm bạn buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và nhức đầu. Đặc biệt là không nên cho trẻ nhỏ ăn chung dưa chuột với cà chua. Cà chua rất giàu vitamin C, trong khi dưa chuột lại chứa một loại men phân giải vitamin C, khi kết hợp sẽ làm giảm khả năng hấp thụ vitamin C của cơ thể. Cà rốt và củ cải Cà rốt và củ cải đều rất tốt cho sức khỏe, nhưng khi ăn cùng lúc hai loại rau củ này sẽ khiến giá trị dinh dưỡng bị giảm. Nguyên nhân là củ cải giàu vitamin C, trong khi đó cà rốt chứa rất nhiều enzyme phân giải vitamin C. Ngoài củ cải, các loại quả giàu vitamin C khác như cam, ớt cũng không nên ăn cùng cà rốt. Bạn sẽ bị ở nóng và thậm chí gặp các vấn đề về thận nếu ăn chung hai loại quả này. Tránh uống sinh tố hoa quả hoặc nước ép trái cây cam kết hợp với cà rốt. Củ cải trắng và các loại lê, táo, nho. Xe tôn đồng có trong lê và táo, nho, phản ứng với axit. Cyanogen lưu hình trong củ cải khiến người ăn bị suy tuyến giáp trạng và bướu cổ đu đủ và chanh. Khi hai loại quả này kết hợp sẽ tạo ra độc tố ảnh hưởng tới các hemoglobin trong máu. Ăn chung lâu ngày sẽ làm tăng nguy cơ thiếu máu ở trẻ nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, đừng bao giờ tùy tiện đưa bất cứ một thứ gì vào miệng của mình. Các cụ xưa đã dạy, bệnh từ miệng mà vào, đừng để thỏa mãn cái miệng lúc đó rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của mình sau này. Nếu các bạn thấy chia sẻ của An Tâm Sống Khỏe ngày hôm nay bổ ích thì đừng quên like và ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo